Chị cha em mất tỉnh rồi, chị ơi, mà không đến đây nè. Cái chân nó gãy vậy đó mà nó ngoài lộ mà nó gắn bò vô nó bườn bườn hai tay bườn mà chân nó gãy không bườn được nó bườn là lúc đó chị gắn dùng dậy chị kêu cha của chị á hả chị? Dạ thì em đấy quá trời máu rồi nó chú ơi giúp giúp cha con đi trời mà ơi. Tưởng nhau quá ai chân lúc đó là không ai thấy là sao chị? Có người ta mà đâu dám lợi à, cái xã hội đó ta không dám lợi gần mình. Dạ, người ta không lại gần mình trong cái lúc mùa dịch cái này. Rồi lúc đó là chị kêu trong trong vô vọng luôn chứ mình không có làm được gì được. Chị, mình lúc đó là chị nằm trên xe rồi. Em té dắt nó đi xe không đà, em té quăng ra giữa lộ rồi em lết vô. Sắp tới là mình sẽ còn nhận được nhiều sự yêu thương nữa chị Nhi nha. Dạ hứa với em nha, hứa với em là lạc quan đừng có buồn gì hết nha. Hai chị em mình bắt tay cái nha. Em là nhỏ tuổi hơn chị, em năm nay chỉ mới 31 thôi. Dạ rồi hứa với em nha. Dạ dạ Quỳnh Trung xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Quỳnh Trung đang có mặt tại nhà của chú Tự. Hai vợ chồng hôm trước video Quỳnh Trung có chia sẻ là chở đứa con gái trên một cái chiếc xe ba gác đi chạy thận và gây ra cái sự hiểu lầm cho bà con mình, đó là cô chú chở một cái vật thể lạ về. Và hôm trước thì Quỳnh Trung cũng có xin cái số điện thoại và địa chỉ nhà của chú, và hôm nay Quỳnh Trung quay trở lại nhà của hai vợ chồng chú để làm một cái điều bất ngờ cho hai vợ chồng chú với quý cô chú anh chị. Thì Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình cùng với lại Quỳnh Trung thăm lại nhà của chú Tự và xem hoàn cảnh của hai vợ chồng chú như thế nào, và người con gái bị bệnh thận hiện tại sức khỏe ra sao với quý cô chú anh chị. Dạ Quỳnh Trung xin mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay thì đi với lại Quỳnh Trung thì có anh nông dân miền Tây. Chào nông dân miền Tây nha. Rồi nông dân miền Tây Vlog chào cô chú anh chị trên kênh Quỳnh Trung Vlog. Dạ hôm nay thì chắc là hai anh em mình sẽ chinh chiến để mà lại nhà của chú Tự xem thử cái hoàn cảnh của chú cô chú như thế nào nha. Dạ. Thì bây giờ Quỳnh Trung với lại anh nông dân miền Tây sẽ mời quý cô chú anh chị mình đến thăm trực tiếp gia đình của chú Tự. Hai vợ chồng chở đứa con đi trên một cái chiếc xe ba gác gây ra cái sự hiểu lầm cho bà con mấy ngày hôm nay. Dạ con chào cô chú. Rồi chào cô chú nha. Dạ cô chú đang lựa ve chai hả? Dạ sáng nay đi mua được bao nhiêu đây hả cô chú? Dạ hôm nay thì mua như vậy có được nhiều không chú? Cũng ít rồi chú ơi, có mấy bao nhỏ nhỏ này hả? Ít hơn, ít hơn một khi hả chú? Có khi có bữa này cũng được nhiều mà có bữa này được ít á. Dạ, giờ là cô chú ngồi phân loại ra ha. Phân loại ra mũ theo lon theo lon. Dạ. Đây là giống như là vô cái đại bản danh của cô chú luôn, là toàn là ve chai không à chứ không có thấy gì hết trơn. Dạ. Đây cái phía bên đây là của người ta. Dạ. Ở đây mình chỉ có nền nhà không? Dạ. Ở nhà của ta không đó. Dạ. Ở đây thì chú Tự có đất ruộng gì không? Dạ. Chị chỉ có một cái nhà rồi đi mua ve chai sinh sống thôi. Dạ rồi, từ lúc mà cháu nó bệnh rồi chú, lúc trước là tôi đi làm hồ. Dạ rồi sau thời gian rồi mặn hồ bây giờ yếu sức quá chú ơi, mặn nổi. Dạ rồi với cũng được nhờ có mấy chiếc xe đó rồi. Dạ. Tôi mới nghĩ ra cách rồi tôi qua bên giữa phế liệu nè, tôi muốn mượn tiền. Dạ mượn chị ngoài cái mình về mình làm vốn mình đi mua. Giống dạ như người ta đưa vốn cho mình đi dạ, mua dạ. Mình lấy lời trừ lại lấy lời cân mình trừ lại lấy lời. Dạ. Dạ. Một ngày mình mua ve chai gì là mình thu nhập ổn không chú? Cũng không có chừng chú ơi. Bình quân là một ngày mình kiếm được khoảng bao nhiêu? Ngày
vài chục ngàn có, trong ngoài có, thì nên mình bữa mình mua có đồ, không có đồ. Dạ. Yeah. Yeah. Ngày mà tôi đưa con tôi đi chạy thận á, yeah, là cái ngày đó không có mua được. Dạ. Yeah. Sáng là 6 giờ đi qua đò rồi bắt đầu đưa nó ra ngoài, rồi xong rồi khoảng 7-8 giờ mẹ con nó vô rồi đi vòng vòng ở ngoài chỗ bệnh viện á. Là phải đó, nghỉ nguyên một ngày luôn á chú hả? Dạ, mua vòng vòng đó rồi cái chợ 12 giờ mấy 1 giờ với nó ra rồi cái đi bước về. Dạ. Yeah. Thì tới đây cũng chẳng một giờ ngoài 2 giờ rồi cơm nước là cũng phải nhiều. Là hết ngày đó. Dạ. Yeah. Đưa nó đi là hết ngày, không mua được nhiều hết trơn. Dạ. Ủa, nghe nói là chú đưa em đi chạy thận rồi ra tới ngoài mình vẫn tiếp tục mua luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Ra tới ngoài cũng mua ngoài luôn. À, mua vòng vòng chỉ chứ trong thời gian chạy 4 tiếng mà mình đâu có ngồi nữa chờ. Đụng đụng đâu là mưa đâu mua đó chú ạ. Mua đó. Dạ, miễn sao có tiền được rồi. Dạ. Dạ, giờ cô chú lựa xong chưa? Cô chú lựa xong thì con mời cô chú nghỉ tay để mà mình vào thăm lại chị cô chú nha. Dạ. Dạ. Đi cũng còn. Dạ dạ, để cô chú lựa xong thì dạ. Rồi luôn rồi quý cô chú anh chị. Dạ. Phân loại ra, về phân loại ra vậy. Tạm thời thì mình cũng không có tiết lộ giá cả thì công việc kinh doanh. Dạ. Của chú thì. Dạ. Có chỗ mua về, có chỗ mua khác. Thôi, mời. Dạ dạ. Vậy con mời chú vô trong nhà chú nha. Dạ. Mời cô chú. Dạ cô chú rửa tay cho sạch sẽ đi cô chú. Ở đây là nhà của chú Tự quý cô chú anh chị. Đây cũng là mái ấm tình thương. Ủa, nhà mái ấm tình thương. Cách năm 2012 quý cô chú anh chị. Dạ, nó thấp anh. Cô chú anh chị thì anh em nông dân với Quỳnh Trung thì gặp chú chở cô Nhiên đúng không em gái à, tên em Nhiên con của chú là tên Nhiên đúng không Nhiên. À Nhiên Nhiên là Nhiên, dạ. À dạ chở trên chiếc xe kia đó chiếc xe này kia chở xe này kia kia mà khi mà đưa nó đi giải tặng rồi cũng không ngoại chiếc dạ. Xe này cũng như cái đường đoạn không nhỏ quá đó chứ dạ. Xe kia nó bánh hơi cũng hơi chiếc này là mua trong cái khu vực này. À, dạ. Chiếc đó này để riêng là chở em nó đi chạy thận. Dạ. Vậy bây giờ con mời chú dạ, vô nhà chú nha. Nhà, chú dạ. Dạ. À, hy vọng là hôm nay chị Nhiên chị nằm ở trong kia. Dạ. Ừ, dạ. Dạ. Chú ơi, con. Em là con ơi. Dạ, em chào chị. Dạ, chị khỏe. Dạ. Bữa nay chị Nhiên khỏe. Lần cuối nữa này cô chú chị. Dạ. À, lần chuỗi giờ có niệm Phật không chị Nhiên? Dạ có. Ôi hôm nay chị Nhiên tỉnh. Dạ hôm nay nghe được dạ, mừng quá. Hôm bữa em gặp chị ngoài đường mà thấy chị không có chị nằm ngủ á, thật sự em cũng sợ không biết là chị có trò chuyện được hay không. Ở chú qua ngồi kế với chị ha, cô chú không qua ngồi kế chị đi. Dạ. Dạ con chào cô chú và chào chị Nhiên. Dạ. Hôm nay thì sức khỏe trong người mình sao chị? Vậy là chú Tự ơi, là ngày mai là mình sẽ tiếp tục tới ngày chạy thận đúng không chú? Mai là sáng 6 giờ là qua đò đi tiếp rồi đó. Sáng 6 giờ sớm, 6 giờ sáng là phải... Dạ. Nó chạy ra 7 giờ đó chú, 7 giờ là đây ở ngoài rồi mua con, mua này kia cho nó ăn trước một cái rồi để vô khoảng 7 giờ bắt đầu chạy, chạy khoảng 1 giờ mấy. Dạ. Hiện tại thì những người con kia của chú thì không có nhà chú hả? Dạ. Con thấy từ ở ngoài con đi vô, con thấy ở trên nhà mình có cái bảng là nhà tình thương, là đó là hồi trước người ta hỗ trợ cho mình hay sao chú? Dạ, hồi trước bên phụ nữ xã đó, hồi trước có cái nhà, mình bỏ đi mình luôn làm đó chú. Dạ. Ở nhà nó cây nó bị mục hết trơn rồi sao? Dạ. Sao thì ở chung, ở trà với thằng em. Dạ. Rồi con cũng nhỏ này nè, mình bên phụ nữ xã, mình hoàn cảnh khó khăn gì mới xây dựng cái nhà này nè. Xây được cái nhà ở 2012 cũng che mưa che nắng. Dạ. Hôm nay thật sự vô mà gặp chị Nhiên tỉnh táo thì thật sự tụi em rất là mừng. Hôm trước là đi gặp ngoài đường á, thấy chị nằm nín thinh lúc đó là rất là mệt á chị Nhiên á. Lúc đó là tụi em ghé chị Nhiên có biết không? À, mệt mà mắt không lên chị hả? Dạ. À, cô chú
thiết kế cho chị Nhiên là xin vào bệnh viện về một đống giấy để dành làm cái đó tặng thiên cho nó. Dạ, cái này là bình thường là nằm lên đây luôn hả? Nằm lên đây luôn. Hai đầu có hai lỗ rồi đó, cũng có hai lỗ đây. Nằm lên đó vậy nè, nóng không Nhiên? Ở đây thì nó hơi thấp. Hồi trước là chị Nhiên có cao không cô? Nè, hình thể của nó là chú. Lúc còn lúc bệnh mấy năm rồi đó. Bệnh mấy năm rồi vậy đó. Thiệt hả cô? Trời ơi. Nhưng mà đó tên đó đó. Có cái hình nào khác không cô? Hình thì giống như hình mình chụp không qua điện thoại hay là tin nổi luôn quý cô chú anh chị. Dạ, không có hình chân dung chứ hình. Đây nè anh Nông Văn, cái tấm hình này là tấm hình hồi trước mà chị đi làm nè. Ôi trời ơi. Nhìn cũng rất là xinh gái. Dạ. Bây giờ là giống như là dạ. Nó u lên á. Dạ kêu nó bị phù. Hồi trước là chị Nhiên cao 1 mét mấy chị Nhiên? Em cũng 1 mét rưỡi á. 1 mét rưỡi. Dạ. Đó là mình cũng kiểu như cao rất bình thường nha. Chạy dưới thì xương nó rút lại. Rút xương lên luôn hả chị? Nó cong hết trơn tay chân. Ồ dạ. Chị Nhiên có tự ngồi dậy được không chị Nhiên? Em ngồi dậy được, mẹ đỡ ngồi dậy được. Mà 5 phút nằm xuống rồi. Ồ giờ vậy thôi chị nằm đi để ngồi cái lên rồi chị đau nữa. Rồi cái chân mà bị gãy là hiện tại là cái mình còn cảm giác gì cái chân không chị Nhiên? Cũng đau, đau nhất lắm mà. Nhất nhất bác sĩ kêu là để cho nó tự lành. Dạ. Dạ, hồi chí chứng minh thì cũng giống như giấy kia dạ. Nhìn thấy khác một trời một vực luôn. À, anh nói Nhiên lần chuỗi này là mình dạ, niệm Phật. Niệm Phật ha. Dạ. Là hình như mà gia đình mình cũng bên đạo ha. Đạo giáo hả? Dạ. Có nhiều cô chú cũng bình luận là nói là chị Nhiên nên niệm Phật á thì sẽ được bớt được cái đau đớn à. Dạ bớt được cái đau đớn hả chị? Dạ. Nhưng mà chị có cảm nhận là như vậy không lúc mà mình dạ, làm chuỗi? Đau đớn quá thì niệm Phật cũng nhẹ bớt lắm. Dạ bớt nhiều lắm chị dạ. Nhiên ha. Dạ. Hôm nay thì thấy tay chân đồ không có băng nè, nhưng mà ngày mai khi mà vô là bắt đầu là phải là dạ. Cái chỗ này nó có đau không Nhiên? Dạ, kiểu giờ mổ rồi nó không có còn đau. Thì cô chú chị nó phù luôn rồi cô chú chị. Mấy cái vết mổ rồi rất là nhiều, tay chân thì bữa đó mình không có cái kiểu như quay cận cảnh ha, nhiều cô chú chị cũng chưa có nhìn thấy chính xác, thì nói chung bữa đó thì do với Nhiên cũng mệt. Dạ. Thì bữa nay này cô chú chị nhìn tay chân mặt thì kiểu như nó phù rồi hết rồi. Dạ. Nó do là bị ảnh hưởng của thuốc và bệnh. Nhưng mà hôm nay là nhìn đỡ nè chú ơi, không có bị xanh xao như hôm bữa trời ơi. Dạ, dở ra mà thấy chị mà mỗi lần đi là mệt gì hả cô? Mỗi lần đi chạy ra là mệt, rồi về nhà cái nó diện khỏe đã đỡ. Trong khi đi là có đem một bình trà nóng nhỏ theo nữa nha. À. Mệt quá là còn trà nóng vô. Dạ. Con thấy mà dở ra nhìn thấy cái mặt chỉ xanh dần là con muốn hết biết con mấy tuổi rồi. Dạ. Lúc đó là giật mình hết trơn sợ, nhưng khi ghé kêu cô chú lại rồi không biết có làm phiền gì không nữa. Vậy là hồi lúc mà chưa phát hiện mình bệnh đó là em vẫn đi làm công ty được bình thường. Dạ. Lúc đó là mình phát hiện bệnh là mình cảm thấy mình mệt hay là trong người mình sao mà mình biết mình cũng không có mệt mà chỉ phù hai cái chân. Phù hai chân rồi bắt đầu kiểu như cũng như nói là đi mai á. Đi mai rồi nó dồn máu cũng dồn xuống chân. Thì cũng không mấy, kiểu như cũng lướt qua hoài đây, cha mẹ cũng không có tiền. Thì không có dám đi khám. Nghĩa là hồi đó mình cũng làm công ty mai thì mình cứ nghĩ là mình do mình đứng nhiều quá. Dạ. Đứng nhiều quá rồi kiểu như khác gì tự nhiều quá, cứ sáng là hết rồi. Tối cái là đi về thì nó sưng nữa. Rồi bắt đầu đi mua thuốc uống, người ta kêu đi khám mà đi khám thì kiểu như mới hội chứng thận hư à. Rồi kiểu một người ta kêu đi nhận khám bệnh viện lớn đó. Thì nó không có tiền đi. Rồi cũng để uống thuốc cái vài năm, rồi tới chừng năm sau là cái kiểu nó rút lại á, đứng không mà nó rút người lại gì trơn nè. Là người ta nói đi khám, người ta nói bị hội chứng thận tới suy thận mãn nè, nên là kêu chạy luôn. Như nó bị chuột rút hay giật bẻ. Giật bẻ mình thấy nó lành không được, rút là rút lại một năm mà bị suy thận mãn rồi, ta kêu chạy.
Rồi lúc đó là nghỉ làm công ty là đi về là bắt đầu là phát tới luôn hoài luôn hả chị? Dạ. Tay chân rồi của chị Nhiên á, là hồi xưa là nó bình, nói chung là bình thường á, không có gì hết trơn á chị. Đúng rồi, chứ mới có 2 năm nay là nó cong, nó co lại đó. Tại mới có 2 năm thôi mà như vậy. Dạ, 8 năm trước thì em vẫn đi chạy bình thường. Dạ. Cũng không mệt không gì, mà 2 năm nay thì cái chân em đau rồi, từ hồi gãy chân tới giờ. Dạ. Là nó mặt mày em nó kiểu biến dạng rồi, nó cong, nó phù lên gì. Dạ. Thì chắc là lúc bị tai nạn thì cái chân nó ảnh hưởng càng tệ hơn. Dạ, em giờ nó kiểu như nó yếu quá. Giờ là ấy nút chết này nó cũng kiểu muốn gãy luôn. Yeah. Em cũng gặp rất là nhiều những cái trường hợp mà người ta bị thận á, nhưng mà ít có người nào mà giống như chị. Cô nói là ở Việt Nam mình rất là hiếm luôn á chị. Tại vì nó biến chứng mà nó biến chứng nhanh quá. Hầu như là có. Dạ. Con hồi nãy con nhìn cái tấm hình hồi trước của chị với cái tấm hình bây giờ là nhìn là thấy nó khá một trời một chiều, nhìn không có nét gì để giống nữa. Bây giờ hai cái hình hiện tại trong con người. Dạ. Hai mà cô tôi nó nói nói hồi đó nó làm sao mà giờ nó gì cái đưa hình nó coi nó chưng hửng. Dạ. Bất ngờ lúc thật sự đây tôi cũng xem mình cũng có tội gì. Dạ. Chị một thiếu nữ rất là xinh đẹp. Dạ. Nên mình treo cái có chút chị cũng trước là tên một thiếu nữ luôn. Dạ. Mấy này nó chưa có lấy nét gì. Đi khám mà ra bệnh gì rồi hả, khóc bằng mẹ con đi làm công ty khóc ghét rồi mình cũng suy nghĩ thôi, giờ mình cũng gắng cố lên mà để mình lo cho con, chứ giờ khóc rồi ghét rồi suy sụp luôn rồi không có lo nó được. Hồi trước là cô cũng đi làm chung công ty với lại chị đi làm ở cũng ở trên Bình Dương mà đi làm riêng nó bên Ti Mai. Dạ. Tôi thì làm bên xưởng đàn cày á. Dạ. Dạ, vì lúc đó là mình cũng làm ở chợ do cái công việc cái tăng ca đồ này nọ, cái bệnh đồ hơi cái mình lướt qua luôn. Dạ, chưa có phát hiện được. Chợ thì nó chi tiêu nhiều lắm, tiền trọ, tiền ăn, tiền ngủ, tiền ra. Mà hồi đó giỏi lắm, làm giỏi lắm, ai hô mất tiền này tiền kia cho nó là không có. Dạ. Nó làm mà khi mà tăng ca thêm nữa, bởi vì nói hô mằng lướt với thì giờ bệnh rồi cũng chỉ biết làm rồi đem lắm. Tiền về cho cha mẹ thôi chị Nhiên ha. Dạ. Nghiệp rồi suy nghĩ rồi con mình nó thương mình nó làm gì rồi giờ nó ngã bệnh gì mình cũng không có tiền để lo, nó khóc hoài rồi mình suy nghĩ lại thôi giờ khóc hoài cũng không có được gì, thôi giờ mình gắng cố lên ăn mà mình để lo cho con mình. Dạ. Nó chạy năm nay nữa, hết năm nay nữa là 12 năm rồi đó, nhưng mà thì cũng do cái hên xui sao, do cái cơ địa sao, chứ nhầm người thì chạy cũng vài tháng, nhầm người chạy vài năm, nhầm người chạy mười mấy 20 năm. Thì nghe nói mà chạy thận mà tới 12 năm là nghe một cái giai đoạn mà nó rất là dài, rất là gian nan luôn cô chú chị. Nhưng mà mấy cái người mà chạy thận như nó đó bình thường đó, tại vì á, là cơ địa người ta đã ăn uống có chắc á. Dạ. Nó cái xương cốt nó cũng đỡ. Dạ. Còn kiểu như nó thì gia đình bị eo hẹp thì cái xương nó bị sơ xương mà bị sơ xương luôn, mà yếu xương. Dạ. Đủ thứ bệnh trong người gia đình nó thiếu hụt đó chú, không có đầy đủ cái chất dưỡng bảo quản xương đó. Dạ. Ăn uống nó không người ta chạy vậy đấy, người ta làm ta uống sữa thêm á, uống sữa tức xương á. Dạ. Sữa thêm dữ lắm, xương bột á. Dạ. Còn mình cái ăn đâu có đâu, nó đâu có nhìn ta nhìn lại con mình thấy tội lắm, mà tại vì hoàn cảnh gia đình thì phải chịu thôi, giờ phải con mình gắng lo. Một cái thời gian khá dài, nói chung là bây giờ là cô chú là bây giờ cũng không còn vào nước mắt mà để khóc nữa. Với lại nếu mà khóc nhiều á thì chị Nhiên chị cũng buồn á. Nó thấy mình khóc thì nó cũng buồn. Dạ. Mình gắng cố vui lên đi. Dạ. Chị Nhiên ơi, chị đừng khóc nha, chị đừng khóc nha. Hôm nay thì nói con gắng lạc quan đi, đừng sống với cha với mẹ. Chị cứ lạc quan lên rồi ơn trên sẽ phù hộ cho chị ha. Chị em tin chắc rằng á chị có tâm, chị niệm Phật rồi nghĩa kia, em tin chắc rằng là chị ơn trên cũng phù hộ đồ cho chị nhiều lắm. Tại vì á, một người thiếu nữ mà trước giờ
hiền lành. Nhưng mà không may mắn là cái căn bệnh quái ác này nó lại xảy ra trên cái cơ thể của mình. Em tin chắc rằng là khi mà mình cố gắng mình niệm Phật rồi nãy kia thì cái căn bệnh mình nó sẽ sớm được tiêu tan vậy ha. Mình cũng hy vọng là cái phép màu nó sẽ đến vậy nha. Dạ. Hồi trước giờ là có khi nào nó bớt không chú, hay là chỉ giờ là càng ngày càng nặng chú? Tôi thấy chắc càng ngày càng nhiều chú. Vài năm trở về trước thì nó ít hơn. Lúc mới phát bệnh thì nó đỡ. Dạ. Gần đây là như nó cơ thể yếu. Mới chạy đó là 7-8 năm lại đi anh mấy chú, đi sáng cái quậy cái bị cái đi qua sông đó xe biết đi. À là hồi trước là chị Nhiên đi chạy mình lên luôn. Dạ. Là ra bệnh viện đa khoa chị hả? Mấy năm nay rồi mới cha mẹ mới qua. Dạ. Yếu. Dạ. Yếu. Hôm năm trước nó bị tai nạn đó, là từ đó tới giờ là nằm luôn chỗ. Dạ. Nhiên là con thứ hai, thứ ba. Dạ, con thứ hai ghé đầu lòng luôn. Hôm trước tụi con có gặp chú ở ngoài đường, cô chú ở ngoài đường thì lúc mà con hỏi chị bao nhiêu tuổi á, lúc đó thật sự là có cô chú cũng có bình luận nói là chú sao mà con mà không có nhớ tuổi, tại vì lúc đó chú quýnh quán ở trên này tự nhiên kêu lại cái là giống như là hết biết mấy tuổi rồi chú ha. Cũng giật mình nữa. Cũng giật mình rồi. Dạ. Làm như là bây giờ hay quên quá chú ơi. Dạ. Kiểu như là lao tâm lao lực hả chú ơi? Thì ảnh là bị mổ cái chân nè, gắn cái nóc đây còn đó nè. Nếu nói rồi nó cũng vậy. Rồi bây giờ cái xương này gãy nữa nè. Hồi cách năm 2017 thì dạ. Tôi cũng đưa nó đi chạy thận bằng xe Honda. Dạ. Chiếc xe Trung Quốc. Rồi đi về đường Ngô Quyền á, chiếc xe lớn nó ép luôn, nó cán được chết rồi. Không có nói với em cũng tai nạn luôn. Tai nạn xe đây là tai nạn nhiều hết. Dạ. Giống như là gần chùa Thông Vôn, chùa Lán Cát á. Dạ. Là đi từng tới đó là cái xe lớn nó ép tôi té té gãy xe chân nè. Dạ. Bây giờ cặp cái nóc trong này còn là năm 2017. Giống như là gia đình của chú là lấy đi hết những cái khổ, cái cực rồi. Dạ. Cái bệnh đau của người khác luôn rồi. Rồi nói ra thì nó cũng nhiều. Dạ. Gian nan lắm mà. Bao nhiêu kiếp nạn, bao nhiêu dạ. Thành ra khổ đau bệnh tật đến dồn bớt vô đây hay sao? Dạ. Cũng chở em đi chạy đặng mà té. Là hồi lúc chở chị Nhiên đi bệnh đi chị là cũng té một lần nữa luôn. Dạ. Gãy chân. Dạ. Là còn gãy nó chân này. Rồi lúc đó là chân của chị Nhiên cũng gãy dạ, luôn. Nó chở em đi ra rồi. À. Rồi về cho em té. Dạ. Thì sau này thì chở em đi chỗ 2019 đó là cũng chở em đi té của bà ngự luôn. Ôi trời ơi. Chờ em té xuống bắt đầu máu á. Dạ. Máu mũi nó chảy ra. Máu mũi của ai chị? Chờ em té đập mặt luôn á. Máu chảy chị ra. Chị hả? Hả? Là chú á hả? Nó gãy cái xương. Dạ. Máu chảy trên mũi. Thì cho em mất tỉnh rồi. Chơi ơi. Mà không đến trên nè. Cái chân nó gãy rồi đó mà nó ngoài lộ mà nó gắn bò vô nó bườn hai tay bườn mà chân nó gãy không được nó bườn là lúc đó chị gắn dùng dậy chị kêu cha của chị á hả chị? Dạ. Thì em đấy quá trời máu rồi chú ơi giúp cha con đi. Trời mà chỉ nhờ có ai chân lúc đó là không ai thấy là sao chị? Có người ta mà tao không dám lợi à, cách xã hội đó người ta không dám lại gần mình. Dạ, người ta không lại gần mình trong cái lúc mùa dịch đó nha. Rồi lúc đó là chị kêu trong chung vô vọng luôn chứ mình không có làm được gì được. Chị, mình lúc đó là chị nằm trên xe rồi. Em té dắt nó đi xe ông đài, em té quăng ra giữa lộ. Ôi. Rồi em lết vô. Chị lúc đó chị lết vô. Cũng có phần may mắn chứ phải gặp như bây giờ xe đông rồi chứ. Dạ, dạ. Đúng rồi, dắt đó. Lúc đó nhờ cái đợt giãn cách xe. Mà đông là dắt đó cũng cán nghe mà tại em quăng cho em té xuống là quăng ra giữa đường luôn. Quăng em á, còn trái với mẹ thì nằm ở trong. Cũng không có xe. Từ đó về sau là cái sức khỏe của mình là nó yếu xuống hẳn luôn hả chị? Dạ. Dạ. Hồi trước là cũng là 1.5m, 1.5m thì cũng rất là cao với cô chú anh chị, mà bây giờ là nó gút từ nó gút lại, nó gút thân hình nhưng mà nó lại phù những cái bộ phận khác lên. Dạ. Dạ. Nó u xương á. U xương á. Dạ, nó bị phù ở đây. Dạ. Nó u ở đây thì không có mặt. À, ban đêm chị Nhiên có ngủ được không? Cũng nhầm đêm đi ngủ được, nhầm đêm không. Dạ. Cũng 11, 12, 1, 2 giờ cũng ngủ. Dạ. Hôm nay thì Quỳnh Trung với lại nông dân thì vào trực tiếp luôn mới gặp được chị Nhiên và nghe những cái chia sẻ của chị.
Chị Nhiên nè, em hỏi như thế này, chị có cái mong muốn hay là một cái điều ước gì cho ba với lại mẹ không chị Nhiên? Em á cũng kiểu như là em lớn mà giờ em bệnh hoạn. Dạ. Cha mẹ cũng riêu nợ riêu nần quá trời. Em cũng mong ước sao mà cho đừng khóc. Dạ đừng khóc, chị ha. Đó. Dạ đừng, chị đừng khóc, chị kiểu nói chuyện bình thường chị nha. Dạ. Chị Nhiên nói chuyện bình thường. Chưa có tiền thì cha mẹ em trả nợ bước nần anh ơi. Dạ. Chị Nhiên đừng quá xúc động nha, tại vì mình đang bệnh trong người chị Nhiên nha. Hôm nay thì em vô trong này thì là em cũng mang đến gia đình mình một cái món quà, cho nên là hôm nay là mình vui chị nha, đừng đừng có buồn chị nha. Dạ. Bây giờ nằm ở nhà là phải có cái đồ mà chim lên luôn đó quý cô chú anh chị. Cái này giống như là cái băng ca tự chế với chú, tại vì có thể là xương bây giờ nó mềm nó mình không dám sóc ẩm như người bình thường, không có sao động như người đó, không dám động như người, dám sóc ẩm như người bình thường. Giờ là năng niu như hồi lúc mà còn bé, giờ còn bé mới sanh vậy là được là cha mẹ thương yêu rồi, cho nên là phải vui chị nha. Dạ. Thấy giờ bệnh cũng làm khổ cha mẹ quá trời. Dạ. Tại vì cái số phận nó về rồi thì bây giờ chị an tâm rồi, cô chú cũng chăm sóc cho chị thì em cũng hy vọng là cái phép màu nó xảy ra chị nha, chị đừng cũng đừng có buồn chị nha. Dạ. Dạ, lạc quan lên. Vậy là ngày mai là tới cái đợt mình đi tiếp tục. Ngày mai thứ ba đó chú, mai là đi, và cái thứ tư nghỉ ngày, thứ năm đi, thứ sáu nghỉ ngày, thứ bảy đi, có chứ thứ bảy đi rồi là chủ nhật với thứ hai là nghỉ được 2 ngày. Dạ. Rồi tới thứ ba là bắt đầu đi cách ngày đi ngày cách ngày đi ngày, cứ đi suốt đi gầm gã như vậy mừng mấy năm nay. Dạ, nó khoảng chừng 4 năm trở lại đây à, rồi mấy năm trước thì nó đi ơn. Nó đi ơn. Dạ. Lúc chỉ đi ơn, còn sau cái vụ tai nạn là chỉ phải nằm một. Dạ. Chỗ xương nó gút lại là không có đi được luôn. Mười mấy năm nay thì cứ như vậy hoài thì trên cơ thể thì nó quá trời những cái dấu tích. Lúc nào thêm tai nạn rồi mổ tay mổ chân mổ nát rồi đó, chứ mổ đâu mà làm cái chỗ dậy đó ghim ghim. Dạ. Chị Nhiên thấy cái loại tay chân của chị Nhiên là phù nhiều hơn những cái người bình thường khác luôn á nông dân. Dạ. Quá trời thì hai cái tay thì chắc hai cái tay thì chạy thẳng nhiều vô nhiều. Cái tay này bị mới mổ gần đây nè, chạy nó. Dạ. Nó chưa bị phù. Còn cái tay này chạy lâu rồi nó phù không, nó bự lắm. Cái bác sĩ người ta sợ á, nó sợ nó bể cầm máu không được á, cái người ta kêu mổ đi đặng thắt lại rồi đặng mổ tay bên đây bên kia chạy. Là mổ nữa. Mổ nữa rồi mới thắt lại rồi đầu mổ tay bên đây rồi mới chạy tay bên đây. Bây giờ là nói chung là chị Nhiên là vô trong bệnh viện là cứ đi vô thôi chứ cũng không có làm thủ tục gì không, tại vì quá quen rồi chú hả? Dạ. Mười mấy năm trời. Rồi chú ơi, hôm trước thì khi mà con gặp chú đó thì con cũng có hỏi cái vụ mà tại sao lại đắp cái miếng vải trắng cho chị á, thì hôm nay chú có thể giải thích cho cô chú mình hiểu cái việc mà tại sao gia đình lại đắp cái vải trắng không chú? Là vì đi chạy thận á, vô cái khoa thận á. Dạ. Nó bị mặc áo trắng luôn. Dạ. Quần trắng luôn. Dạ. Đắp ga trắng luôn. Dạ. Vậy đó. Nói chung là trắng hết. Trắng nói hết. Chung để nhập viện. Để vô chạy. Vô chạy đó rồi đi ra ngoài mình muốn mặc áo gì mình mặc. Dạ. Để cô chú không hiểu là nông dân nó chứ nói anh em mình tại sao không kêu người nhà là đắp mền màu đồ nãy kia. Tại vì á cô chú công việc của chú là tắc bạc rồi cho nên là khi mà xuất viện ra là lên xe là về luôn. Dạ, luôn chứ. Dạ. Cũng đâu có kịp mà thay đồ thay bỗng gì cho chị Nhiên đâu. Dạ, cũng lại là ở ngoài thay cho nó cũng bất tiện khó khăn lắm. Dạ. Thành ra này kệ để gì rồi chạy về nhà luôn. Dạ. Thì cũng có cô chú anh chị comment bình luận á, thì nói là mình nên che cái miếng vải màng vòng vòng chiếc xe trên cái đoạn đường đi về. Dạ. Cho nó mát thêm chút xíu cho em. Dạ. Tôi cũng tính định vậy đó chú. Dạ. Mua. Dạ. Cái muốn giải micro hay gì đó. Dạ. Rồi làm vòng vòng đó, mình làm cái màn đó chú ha. Dạ, cho nó đỡ nắng là. Dạ. Một là nó cũng kín đáo một chút. Dạ. Mà nó cũng tôi thì công việc cũng lật bật rồi nó cũng cái ít rồi cũng
cũng trôi qua hoài, không có điều kiện để làm. Trên nhà nông dân trồng mấy vậy? Cô chú nè, hồi nãy giờ thì con với lại nông dân miền Tây đây cũng đã trò chuyện trực tiếp với chị, hôm nay thì cũng vào bên trong nhà của mình. Hồi nãy giờ thì con cũng có trò chuyện với chị rồi, thì cô chú nè, cô chú có một cái điều ước gì không cô chú? Tôi cũng mong ước làm sao mà để có tiền để lo cho con duy trì, để cho nó được cái cuộc sống nó duy trì và nó khỏe hơn. Tôi lúc nào cũng phấn đấu để lo cho con, thì nói chung là lo hoài tới vậy đó chú ơi. Mà cũng ước có ao sao nhà hảo tâm mạnh thường quân cũng thương xót gia đình tôi, tiếp sức để lo cho con. Lo cho chị Nguyên ha. Cô ơi, hồi trước vợ thì cô nghĩ cái con số may mắn nhất là cái con số mấy cô? Không biết. Không biết nữa, hồi đó giờ là không biết cái con số may mắn của mình là số mấy luôn hả? Thường thông thường thì người ta sẽ nói là cái con số may mắn của mình là số mấy, thì cũng phải có số, giống như cái con số đẹp á, cô nghĩ là con số mấy? Cái con số đẹp nhất của mình đó là con số mấy cô? Con số 9 hả? Thì như thế này cô chú ơi, thì hôm trước á, khi mà con làm cái video mà tình cờ gặp cô chú ở trên đường chở chị Nhiên đó, thì con nhận cũng rất là nhiều sự yêu thương của quý cô chú Mạnh Trường Quân. Và hôm nay á, thì con lên thăm lại gia đình mình, thăm chị Nhiên, thì con cũng xin được phép báo cho cô chú là con nhận được một số tiền, đó là giống như cô nói hồi nãy, cái con số đẹp nhất là con số 9, là 9 triệu từ phía quý cô chú Mạnh Thường Quân mình cô chú nha. Và vậy bây giờ con sẽ trao trực tiếp cái số tiền mà 9 triệu cho cô chú để mà làm cái chi phí sắp tới để mà đi chạy thận cho chị Nhiên cô chú nha. Và chị Nhiên thấy hôm nay sao đấy? Thấy mẹ nói con số 9 có chính xác không chị Nhiên? Có khi nào mà Nhiên được nhiều cô chú anh chị quan tâm có như là tặng quà mình đó, nó cỡ chừng này cho Nhiên? Em có khi nào mà em hình dung hoặc là mình mơ ước là sẽ được ai đó giúp đỡ mình, hoặc là ai đó tặng cho mình mà cái số tiền mà nó chừng này chứ? Có khi nào mình dám nghĩ tới chuyện này chứ? Cũng không có nghĩ tới chuyện này nè. Mình chưa dám nghĩ tới. Hôm nay chị Nhiên có bất ngờ không? Dạ. Bất ngờ hả chị ha? Chị Nhiên bây giờ chắc là chị Nhiên cũng rất là mừng rồi. Thì con cũng không có làm mất thời gian gia đình để cho chị Nhiên nghỉ ngơi nữa. Thì con xin được phép nêu tên những quý của chú Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình chú. Thứ nhất là có cô Bích gửi cho gia đình mình 500.000. Thứ hai là có chị Huyền ở Vũng Tàu gửi cho gia đình mình 500.000. Và thứ ba là cô chú Quý Mạnh Thường Quân, nhóm Hoa Sen Chân Như ở bên California và Arizona gửi cho cô chú với lại chị Nhiên đây 8 triệu. Là tổng cộng số tiền là 9 triệu đồng mình nhận được hôm nay nha cô chú nha. Dạ. Đây con xin được phép con gửi cô nha. Dạ đây con gửi cô 1 triệu. Dạ 2 triệu. Dạ 3 triệu. 5 6 7 8 9 triệu cô nha. Dạ đây là số tiền mà cô chú khi mà xem cái video của con đó, cô chú thấy rất là cảm động về cái hoàn cảnh của gia đình mình, cho nên là cô chú nhờ con để mà tranh thủ lên tìm gặp gia đình mình để mà xem cái hoàn cảnh của gia đình mình thế nào, rồi hỗ trợ cho gia đình cô chú nha. Và cô chú mình có lời nào để mà gửi tới mặt cô chú nha? Cảm ơn
nhà hảo tâm có lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình của em, có tiền được lo cho con em. Em thành thật cảm ơn và em cũng cầu chúc cho các anh các chị được mạnh khỏe, mặn ăn dồi dào. Đây cái lời vui à cô chú ha, chú có muốn nói lời nào không? Muốn dạ. Nhưng mà tôi cũng có nói lời thay mặt gia đình để cầu chúc cho những người hỗ trợ thương gia đình tôi, nói chung là những anh chị cô chú nhìn thấy được cái hoàn cảnh của gia đình tôi thành thật cảm ơn và cầu chúc cho gia đình đã được nhiều sức khỏe và nhờ ơn trên gia trì hộ độ cho gia đình tay qua nạn khổ. Tôi gửi lời cảm ơn hai chú luôn. Dạ. Nhà hai chú sau đó là hai chú là yêu cầu nói để hai anh em con thì cũng không có góp công sức gì, chỉ góp cái công sức truyền tải và làm những cái nhịp cầu nói giúp đỡ được những cái hoàn cảnh đang cần sự trợ giúp của quý cô chú mình Thượng Quân á cô chú ha. Dạ thì chị Nhiên ơi, hôm nay thì chị an tâm rồi ha, chị cứ lạc quan lên chị nha, ơi chơi sẽ phù hộ mình chị nha. Dạ thì Quỳnh Trung cũng rất là chân thành thay mặt cái gia đình của chú đây và cô đây với lại chị Nhiên gửi một lời cảm ơn mang ơn chân thành rất là nhiều đến quý cô chú Mạnh Thường Quân đã quan tâm và hỗ trợ cho gia đình rất là chân thành. Cảm ơn phía chị Bích và chị Hiền và đặc biệt là nhóm cô chú nhóm Hoa Sen Chân Dư ở bên California. Thì con xin phép gia đình mình cho con xin khoảng 2 phút để con nêu tên những cô chú đã đóng góp hỗ trợ cho gia đình mình cô chú nha. Và Quỳnh Trung xin được phép thay mặt cho gia đình của chú đây xin được phép gửi lời mang ơn và cảm ơn chân thành đến chú Nguyễn Đức và cô Thu Lan, chú Nguyễn Quý, bà Trần Thưởng, bà Trần Marie, anh Hoàng Kim Lân, chú Hoàng Lâm, bà Đinh Muội và cô Văn Trương, chú Bùi Vũ và mẹ, cô Yến Lan và chú Tấn và gia đình, anh Phạm Danh, chú Cường Lan và cô Golia, cô Hồng Lan, chú Sĩ Lan, cô Phượng Lan, anh Dịch Nguyễn, chú Hoàng Châu, ông Bon Bậu, chú cô Hoàng Phúc, cô Trâm Trần và mẹ, chú Nguyễn Trúc, ông Ngọc Ẩn và bà Thảo, cô Yến Nguyễn, cô Ngọc, cô Hàng Nguyễn, cô Như Nguyễn và cô Đông Khanh, cô Vận và chú Bụ Trần, bà Trâm Nguyễn, bà Kim Loan, bà Thạch Nguyễn, gia đình chú Việt Ngô, Trúc Lê, Annie và Vincent. Về phía Arizona gồm có bác Mỹ Khánh và bác Cảnh Đức, cô Hồng Lê, chú Hòa và dì bé, cô Mai Thu Lan và em Jimmy, cô Kim Hoa Ngọc Hải. Về nhóm thân hữu nhóm Hoa Sen Chân Như gồm có cô Yến Phạm, chú Tài Diện, cô Tammy, cô Hạnh Trần và chú Vũ Hiền. Đó là những cô chú bên nhóm Hoa Sen Chân Như đã đóng góp, cô chú gom góp lại một người một ít để mà hỗ trợ cho gia đình mình cô chú nha. Quỳnh Trung cũng rất là chân thành cảm ơn cô chú và cũng rất là chân thành cảm ơn anh nông dân miền Tây, hai anh em đã đồng hành trong suốt cái quá trình làm những cái công việc thiện nguyện. Thì quý cô chú anh chị mình cũng đừng quên sang kênh của nông dân miền Tây để ủng hộ hai anh em của Trung. Dạ. Sau đó tôi cũng gửi lời đến chúc cầu chúc cho hai chú được nhiều sức khỏe và làm những việc thiện nguyện này tiếp tục. Dạ. 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 Cầu nói của những gia đình nhà hàng luôn. Dạ. Rồi tôi cảm ơn cô chú nhiều nha. Cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân trên kênh Quỳnh Trung Vlog. Nên nông dân cũng có mặt ở đây cũng như là chia sẻ thêm một hoàn cảnh của em Hồng Nhiên và cô chú ở đây. Thì trải qua một cái quá trình bị thận mãn tính khoảng mười mấy năm rồi, rất là đau đớn về mặt thể xác, về tinh thần thì ở đây thì mình cũng không có khơi lại nhiều thì sợ Hồng Nhiên nó xúc động thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Qua cái video đây thì nông dân cũng một lần nữa cảm ơn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã quan tâm cũng như giúp đỡ về mặt vật chất cũng như tinh thần đến cô chú ở đây. Chúc Hồng Nhiên luôn luôn có được cái sức khỏe để tiếp tục cái quá trình điều trị bệnh của mình. Thì chị Nhiên ơi, mình cố gắng niệm Phật chị nha. Hứa với em một điều là mình cố gắng lạc quan lên, đừng buồn chị gì hết chị nha. Dạ. Mình cuộc sống mình thế nào hôm nay thì em với lại nông dân đây cũng muốn chia sẻ cái hoàn cảnh của chị đến gần những quý cô chú mình thường hơn. Cũng mong muốn sắp tới là mình sẽ còn nhận được
nhiều sự yêu thương nữa chị Nhiên nha. Dạ. Dạ, hứa với em nha, hứa với em là lạc quan, đừng có buồn gì hết nha. Hai chị em mình bắt tay cái nha. Em là nhỏ tuổi hơn chị, em năm nay chỉ mới 31 thôi. Dạ, dạ. Rồi hứa với em nha. Dạ. Dạ. À, vì thì con cũng xin được phép con chào cô chú để mà cho chị Nhiên đi nghỉ ngơi. À, con cũng xin kính chúc cho gia đình mình được nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và sắp tới thì còn nhiều nhiều cái may mắn nữa cô chú nha. Dạ, Quỳnh Trung xin được phép hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình. Dạ, con cảm ơn cô chú. Dạ.